Đây là con chim đại bàng nha anh chị và các bạn. Một thùng nó là 216 con anh chị bạn. Một thùng là 216 con, thùng nhỏ là 108 con. Cái hàng này mà anh chị và các bạn muốn mua mà giá sỉ thì anh chị và các bạn phải mua từ 10 con trở lên ha, 10 con trở lên. Ship với vận chuyển đi liên tỉnh anh chị lấy một thùng cũng 60.000. Mà anh chị và các bạn mua một con cũng ship 60.000. Thì nếu như những cái mua lẻ thì ba mẹ và các bạn có thể đến những nhà sách ha, nhà sách mình mua hoặc là mình mua trên Shopee. Nếu như mà thuận tiện thì mua Shopee nó rẻ. Còn qua bên cái chỗ của mình á, trang web của mình á, thì phải mua ít nhất là 10 con trở lên ha. Bởi vì 10 con trở lên á, thì mình sẽ đi liên tỉnh 60.000. Thì nó sẽ tính ra nó rẻ, nó lợi nhuận hơn. Nhưng mà nếu như anh chị và các bạn mà mua một con thì ship nó 60.000 rồi. Tại vì quy định của mình là mua nhiều ít thì ship vận chuyển là 60.000. Nên anh chị và các bạn ba mẹ mua lẻ thì cũng cân nhắc, nhiều khi mình để là 60.000 tiền ship. Đừng bảo rằng cái con này giá bán là trên mạng là ví dụ, mình nói ví dụ chứ mình không nhớ giá ha. Thì anh chị các bạn cập nhật cái website thì giá trên đó nó đại bàng này hình như là giá 31.000. Ví dụ đi mà cộng thêm tiền ship 60.000 gan con chim đại bàng là 90.000. Các anh chị các bạn nó lừa đảo không? Không phải lừa đảo anh chị các bạn. Tại đây là quy định ha, quy định của bên em đó là dù mình mua nhiều hay mua ít thì ship vận chuyển vẫn là 60.000 đó. Thì anh chị và các bạn ba mẹ mà mua số lượng ít á, thì mình có thể đến nhà sách hoặc đến những anh chị và các bạn mà buôn bán theo trường học hay đường lộ thì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn. Chứ mình mua trên mạng mà mua một con lẻ thì nó ship rất là cao ha. Hoặc là anh chị và các bạn có thể, nếu như đông anh em, đông gia đình, đông con á, thì mình có thể gom lại mình mua một lần 10 con á thì ship nó sẽ rẻ hơn. Cái này là em sỉ tối đa là 10 con trở lên ha. Thì cái giá như thế nào thì anh chị và các bạn truy cập đường link á. Đường link của mình á, em để trên website á, em để dưới phần mô tả đó. Thì anh chị và bạn lấy một thùng cũng ship 60.000, mà anh chị lấy 10 con cũng 60.000, mà anh chị lấy một con cũng 60.000. Thì anh chị và các bạn phải lưu ý gì cái tiền ship ha, lưu ý gì cái tiền phí vận chuyển. Thì mình mua nhiều á, thì mình lấy cái tiền phí vận chuyển mình chia ra. Ví dụ như tiền ship là 60.000 thì anh chị và các bạn một thùng nó là 216 con thì anh chị lấy 216 đúng không? Lấy 60.000 chia cho 216 con đúng không chị bạn? Thì một con chưa đến 500 đồng tiền ship ha. Mình tính đơn giản như vậy. Tại vì nếu 60 con á, mà 60.000 tức là ship 1.000. Nhưng mà cái này 216 con mà có 60.000 tiền ship à anh chị bạn. Thì anh chị lấy 60.000 chia cho 216 ha, thì nó chưa tới 300 đồng, chưa tới 200 đồng một con tiền ship. Thì anh chị các bạn lưu ý ha, lưu ý giúp em. Tại vì nhiều khi đặt để trên online á thì cái phí là phí chung nó là 60.000. Ba mẹ và các bạn mà mua số lượng ít á, thì phải chấp nhận tiền ship cao thôi, phải chấp nhận thôi. Chứ cái đó không phải là lừa đảo anh chị các bạn ha. Còn lừa đảo là em không có làm video mà chia sẻ như thế này. Cái này là em đã làm video chia sẻ thật sự chi tiết về cái quá trình phí vận chuyển rồi. Đó là phí vận chuyển là 60.000 ha. 60.000 em áp dụng cho liên tỉnh, tỉnh thành nào cũng vậy. Bởi vì khi mình mà đi ra bưu cục, đi ra gửi bưu cục á, thì sẽ có những cái bưu cục nó sẽ quy đổi kích thước rồi tính trọng lượng này trọng lượng kia rồi tỉnh này tỉnh thành kia nữa, thì nó sẽ làm khó khăn cho những anh chị và ba mẹ ở vùng xa. Còn như hiện tại như em á, thì em chỉ tính cái tiền ship đó là quy chung luôn, đó là ship 60.000, ship 60.000 thôi anh chị các bạn. Và cộng thêm cái tiền đó là cái tiền phí thu hộ tức là 70.000, 70.000 trên 5 triệu. Thì anh chị lấy đơn hàng trên 5 triệu thì anh chị và các bạn phải tốn cái tiền phí nữa là 70.000 nữa ha. 70.000 cộng thêm cái tiền phí vận chuyển này 60.000 là 130.000 tiền phí. Về đến nhà nhận hàng, thanh toán tiền, kiểm tra hàng trước ha. Ok thì mình nhận hàng á, còn không ok thì mình trả hàng ngay lập tức tại chỗ luôn. Còn những đơn hàng số lượng nhiều thì anh chị phải đặt cọc. Ví dụ như những đơn hàng mà em cảm thấy cái số lượng, ví dụ như anh chị lấy trên đại bàng này thùng nè, 216 con thì anh chị phải đặt cọc cho em. Tức là đặt cọc cho em 10%. Ví dụ như đơn hàng 5 triệu thì anh chị phải đặt cọc cho em là 500.000. Để chi? Để em lãng phí vận chuyển ha. Để em lãng phí vận chuyển. Nhiều khi những ba mẹ và anh chị và các bạn đặt hàng á, nhiều khi
có công việc gì đó mà mình không nhận hàng được thì em sẽ lấy cái tiền phí cọc đó bù đắp qua cái phí vận chuyển chị các bạn ha. Tại vì cái phí vận chuyển của mình trong quá trình online thì cũng khá là cao ha. Rồi, đó là một số cái vấn đề mà em muốn chia sẻ về cái phí vận chuyển ha.